VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của VDA và mình là MC Thanh Bình. Dạo gần đây thì Thanh Bình đã nhận được vô vàn những câu hỏi của các khách hàng về mixer, bao gồm những câu hỏi ví dụ như là mixer kỹ thuật số nào tốt này, rồi nhà mình thì đã có dàn xem phim, dàn nghe nhạc, bây giờ muốn hát thêm karaoke thì cần nên sử dụng mixer nào phù hợp, hoặc là giá thị trường của những mixer digital hiện tại là bao nhiêu, và có nên đổi mixer để có thể hát karaoke tốt hơn hay không. Và ngày hôm nay thì Thanh Bình quyết định dành một video để giúp các bạn giải đáp tất cả những câu hỏi trên. Và các bạn có nhìn thấy bên cạnh Thanh Bình là sản phẩm gì không? Đó chính là một dòng mixer của một thương hiệu vô cùng đình đám, BF Audio K3000. Đây là dòng mixer có khả năng thu biến dàn xem, nghe nhạc thành một dàn karaoke trong tích tắc. Với những điểm nổi bật chính là: một, công nghệ âm thanh digital cho phép xử lý nhạc nhạy bén hệt như mixer tại các phòng thu âm chuyên nghiệp. Nhạc trữ tình mượt mà sâu lắng, nhạc rock mạnh mẽ kích thích, nhạc dance bốc lửa bắt tai. BF Audio K3000 có khả năng đánh full 4 cặp loa, 4 cặp sốc đôi tốt nhờ công suất lớn kết hợp cùng bộ vi mạch mạnh mẽ. 2. Xử lý âm thanh tinh tế, chống rè hú đến 98%, hỗ trợ loa tái tạo âm thanh hay, sắc nét theo từng loại nhạc, tái tạo các dải trầm âm, treble, mid và bass một cách hoàn hảo. 3. Đặc biệt, BF K3000 Wi-Fi Pro có thể kết nối với máy tính qua Wi-Fi, điều chỉnh, điều khiển âm thanh với thao tác cực dễ và giao diện thân thiện. Không biết là các bạn cảm nhận như thế nào đối với dòng mixer này nhỉ? Nhưng đối với những thông tin mà mình nhận được từ các khách hàng, đó chính là đến 95% khách hàng cảm thấy hài lòng sau 3 tháng sử dụng. Và hơn nữa, với mức giá cực mềm so với những dòng mixer cao cấp khác, chỉ 8.500.000 đồng thôi, thì dòng mixer BF Audio K3000 đã chứng tỏ khả năng của mình, xứng đáng trở thành một sản phẩm nên có trong dàn âm thanh nhà bạn. Nếu như các bạn lỡ quan tâm đến sản phẩm này thì tại sao các bạn không đến ngay showroom của VDA để trực tiếp test thử sản phẩm? Còn nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm ngay lập tức thì các bạn hãy liên hệ ngay đến số hotline 0902 799 186 để nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ nhân viên tư vấn nhé. Còn bây giờ thì các bạn có thể like, share và subscribe trang của VDA để có thể nhận được thông tin của nhiều sản phẩm cũng như là những chương trình khuyến mại hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!